Mến chào các em học sinh lớp 1. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn tiết 2 của bài Các giác quan của em. Ở hoạt động khám phá, các bạn hãy quan sát thật kỹ 4 bức tranh trên màn hình và cho cô biết em nên làm gì để phòng tránh cận thị. Thời gian để các bạn suy nghĩ ở hoạt động này là 30 giây. Cô mời các bạn cùng suy nghĩ nha. Bây giờ các bạn hãy so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của cô xem có trùng khớp không nào. À, bức tranh này đang thể hiện tư thế ngồi học đúng, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. Bức tranh này có các thực phẩm có lợi cho sức khỏe, đó là các thực phẩm có màu đỏ và cá rất là có lợi cho mắt nè. Bức tranh này có hình ảnh hai bạn nhỏ đang vui chơi ngoài trời nè. Để phòng tránh cận thị, các bạn cũng nên vui chơi ngoài trời và cho mắt nghỉ ngơi đúng lúc nha. Còn đây là hình ảnh bạn nhỏ đang ngồi học ở nơi có đủ ánh sáng. Các bạn cũng hãy làm giống bạn ấy để có thể giữ mắt không bị cận thị nha. Ở bức tranh tiếp theo, các bạn có thể thấy là hình ảnh bạn nam đang nói với mẹ mình rằng: "Mẹ ơi, ở lớp con ngồi bàn đầu mà không nhìn rõ chữ trên bảng ạ." Theo em, mẹ của Nam sẽ làm gì để giúp bạn trong tình huống này? Các bạn hãy cùng suy nghĩ nha. À, cô tin chắc rằng bạn nào cũng sẽ có câu trả lời giống cô là mẹ của bạn Nam nên đưa bạn ấy đến bác sĩ khám mắt. Vậy thì qua hoạt động 1, các bạn có thể nhận ra rằng để tránh bị cận thị, em nên ngồi học đúng tư thế, học bài và đọc sách nơi có đủ ánh sáng, nghỉ ngơi thị giác từng lúc và cần ăn đầy đủ các chất, khám mắt định kỳ để giúp đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Trước khi qua hoạt động tiếp theo, cô mời các bạn cùng thư giãn với một bài hát nha.
Các bạn vừa được nghe một bài hát rất dễ thương đúng không nào? À, đến hoạt động tiếp theo, các bạn sẽ quan sát 5 bức tranh trên màn hình và cho cô biết những việc làm của các bạn nhỏ trong hình đã gây hại như thế nào đến các giác quan. Em nên làm gì để bảo vệ các giác quan? Vì sao? Cô mời các bạn cùng nhau suy nghĩ. Ở bức tranh thứ nhất, các bạn có thể thấy là bạn nam đã nghe nhạc quá lớn gây hại cho tai nè. Ở bức tranh thứ hai, bạn nữ đang uống nước quá nóng, điều này có thể gây bỏng lưỡi nè. Bức tranh thứ ba, bạn nam đang dùng bút chì chọc vào mũi của mình, điều này sẽ làm tổn thương mũi. Bức tranh thứ tư, bạn nữ sờ tay vào ấm nước đang sôi, làm bỏng tay. Bức tranh thứ năm, bạn nữ đang nhìn thẳng vào ánh nắng mặt trời, điều này gây hại cho mắt. Qua 5 bức tranh vừa rồi thì các bạn đã biết mình phải làm gì để bảo vệ các giác quan của mình rồi đúng không nào? À, đó chính là không nghe nhạc hoặc âm thanh có tiếng quá lớn, không dùng vật nhọn chọc vào mũi, không ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh, không nhìn thẳng vào ánh đèn hay ánh mặt trời để có thể gây hại cho mắt nha. Tiếp theo, cô mời các bạn quan sát bức tranh trên màn hình. Đây là bạn An. Bạn An nói, đeo khẩu trang khi ra đường sẽ xấu và khó thở lắm. Bạn có đồng ý với ý kiến của bạn An không? Vì sao? Cô mời các bạn cùng suy nghĩ trong 30 giây nha. Các bạn đã suy nghĩ xong chưa? Còn cô thì cô không đồng ý với ý kiến của bạn An. Bởi vì đeo khẩu trang khi ra đường có thể giúp mình không hít phải khói bụi và các chất gây ô nhiễm cho mũi, để bảo vệ mũi và bảo vệ sức khỏe cho mình. Tuy nhiên, khi đeo khẩu trang, các bạn cần lưu ý đeo đúng cách, dùng khẩu trang vừa vặn, không quá rộng hoặc quá chật nha. Các bạn cần bảo vệ các giác quan của mình. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học sau nha.